Xin chào tất cả các bạn, thì hôm nay Dũng hay em quay trở lại với anh em trong chuỗi series mình chia sẻ về chiếc xe Jupiter, đặc biệt là vệ sinh chăm sóc cũng như là bảo dưỡng xe Jupiter tại nhà nha, mà mình đã làm và mình muốn chia sẻ cho anh em để anh em đi sau mình có giống như là mình biết trước được một số cái để mình bảo vệ chiếc xe mình đi cho nó bền và nó đỡ có tốn tiền nha anh em. Thì hôm nay mình chia sẻ cho anh em về cái mà thường hay bị rỉ sét cũng như là dễ bay màu nhất, đó là ốc xe nha anh em. Thường là anh em cứ sử dụng ốc xe thời gian thì nó sẽ bị rỉ sét và anh em tháo là tháo vô rất khó, và một số anh em thì thay bỏ cái loại ốc zin đó, nhưng mình thì mình không có muốn thay nha, mình muốn giữ luôn cái bộ ốc zin đó theo cái xe của mình. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho anh em cái cách mà mình bảo vệ cũng như khắc phục và cũng như tân trang lại cái ốc xe cho nó xịn và nó zin theo thời gian. Ok, mình vào luôn cho anh em coi những con ốc mà chúng ta đi thời gian á, thì những con ốc này nè, cái màu sắc của nó sẽ xuống rất nhiều nè. Em thấy nó sẽ không còn mà cái màu zin như ban đầu, giống như con ốc này thì nó ít nè, vậy nó ít cái dạng xuống màu quá nhiều. Còn những con ốc như ở trong đây nè, nó xuống màu nó rỉ sét rất nhiều luôn, đặc biệt đây nữa nè, nó xuống màu anh em thấy nó cái màu sắc nó rất khác nè, nó xuống nó đóng rất nhiều cái dạng cái ten hay gì đó. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ anh em xử lý những cái này và mình phục hồi cái màu sắc nó mới đẹp luôn nha. Đây nữa nè, em thấy nó xuống màu, và những con ốc nó nằm bên đây nữa nè, trong đây nè, và những con ốc như bên đây nè, em thấy nè, xuống màu rất nhiều và nó mất đi cái màu đen ban đầu. Nếu mà anh em bỏ liều lèo á thì nó sẽ xuống rất nhiều, rất trầm trọng luôn, có thể sau này nó bị sét nữa. Thì đây như trong đây nữa nè, hơi tối, nói chung là anh em chắc nhìn không kỹ, những ốc đó nó xuống màu rất nhiều trong đây nữa nè. Đây nè, thì hôm nay mình sẽ tháo mấy ốc này ra, mình nói chung là mình trân trang lại cho nó đẹp và nó phục hồi cái trạng thái ban đầu nha. Ok, những con ốc đó thì anh em chuẩn bị cho mình một số dụng cụ nè. Đây là cái trục vít nè. Bây giờ nói chung là anh em làm từ từ thôi, làm mỗi ngày anh em làm một số con ốc thôi, giống như mình làm từ từ thôi, mỗi ngày làm số, đừng cho nó bắt đầu nó phục hồi lại những con ốc, là chúng ta cũng có thể đi lại nữa, không có vụ mà đợi 1-2 ngày khi nào chúng ta dặn ốc xong thì chúng ta mới đi. Thì đây là một cái trục chích, anh em chuẩn bị cho mình một cái đây, cái bàn chải và một cái lọ đựng, thượng này gọi là đựng ốc thôi, thêm một cái chai, đây là chai sơn nha, anh em thích sơn cái màu nào thì anh em mua cái loại sơn màu đó nha. Cái này thì mình mua cái loại sơn cùng màu với cái màu zin của cái xe ban đầu á, đây là cái màu sơn đen bóng nha. Thêm một cái nữa, đó là một miếng cạc tông nữa nè. Cạc tông thì anh em cũng có thể lấy một miếng cạc tông thùng mì gói, thùng đựng đồ á, để anh em dùng nha. Và đặc biệt á, đây là cái chai nước tẩy nhà tắm con vịt nha. Ok, anh em không có thì dùng viêm cũng được nha. Ok, thì mình sẽ vào luôn. Anh em lấy cái tục vít mình coi những con ốc nào mà nó bị xuống màu nhiều nhất nè, anh em tháo ra trước, anh em tháo ra một số con ốc thôi nha, đừng có tháo hết, mỗi ngày mình làm khoảng một số con thôi để cho mình có thời gian. Ok, bây giờ mình tháo con này ra trước luôn nha. Sau một hồi là mình đã tháo một số con nha. Đây, số con ốc thì anh em thấy nó xuống màu rất trầm trọng nè, nó dạng giống như nó rỉ sét rất nhiều luôn nè, mấy con này đó nè. Thì bây giờ mình sẽ tẩy mấy con ốc này nha anh em. Thì anh em nhớ mình nói chung mình tháo ra tầm mười mấy 20 con, mỗi ngày mình làm chừng một số con trước thôi nha, anh em đừng có tháo hết mấy công rồi thì làm lâu mất thời gian rồi mệt thêm nữa. Anh em cứ làm ra đây 1-2 cái trước, thì ngày sau chúng ta rảnh chúng ta cứ làm ra đây. Đặc biệt là anh em lựa mấy con nào mà nó xuống màu quá nhiều anh em làm trước. Ok, vậy anh em giờ mình bỏ vô đây, thì anh em cứ bỏ vô cái chậu này, xong rồi mình sử dụng cái chai này nha. Đây chúng ta chế vô một ít đây,
và các bạn ngâm tầm 1-2 tiếng đồng hồ. Nếu mà anh em không có nhiều thời gian hoặc tránh chờ đợi thì anh em cứ buổi chiều anh em ngâm, sáng anh em lấy ra nha. Thì nói trước cho các bạn biết, khi mà chúng ta chế cái này vô nè, thì cái chất tẩy này nó sẽ tẩy bay cái những cái ten này nè, sét ten nó, và những cái này nè nó sẽ mất đi, và anh em thấy nó sáng bóng lên là cái loại này. Còn cái dạng ốc này đó, cái ốc zin này nè, nó đã có cái màu đen này, khi mà anh em bỏ vô thì cái chất tẩy này nè nó sẽ tẩy banh cái màu đen này luôn nha. Thì khi mà tẩy banh cái màu đen này thì nó sẽ bị mất cái dạng zin rồi. Thì anh em sử dụng cái chai sơn, anh em sơn lại để cho nó phục hồi được cái màu đó, là anh em lắp ốc vô nha. Ok, bây giờ mình sẽ làm luôn. Thì khi các bạn chế vô thì cái này nè nó sẽ có tác dụng nè, anh em thấy nè, nó sủi bọt rất nhiều, và cái chất này nè nó sẽ tẩy bay những cái màu sét và con ốc sét trong thời gian 1-2 tiếng đồng hồ nha anh em. Anh em chế vừa phải thôi, vừa ngắm mà mấy cái con ốc thôi. Tránh anh em tiếp xúc bằng tay nha, mình là lấy một cái cây hoặc cái bàn chải nè. Đó, anh em cứ lấy cây cái bàn chải anh em trộn đều lên, chúng ta ngâm tầm 1-2 tiếng đồng hồ. Anh em thấy nè, nó sủi bọt rất nhiều, và cái này nó đang tẩy ra, nó đang tẩy cái màu sét và những cái màu sơn rỉ sét á. Theo thời gian thì nó một chút nữa anh em sẽ thấy nó tác dụng nó như thế nào. Ok, sau một hồi ngâm á, với cái chất này thì anh em thấy nè, nó đã tẩy rất sạch luôn nè, nó tẩy con ốc rất sạch, con ốc đã trở thành màu trắng và như ban đầu như ốc zin đây. Và bây giờ chúng ta sẽ rửa nước lại, anh em thấy nè, những cái sét này nó đã sạch bon rồi, và nó mất đi cái màu đen luôn rồi. Anh em bây giờ anh em trang trang bằng cách tháo la và sơn lại màu đen. Ok, anh em thấy nè, nó sáng trưng rồi nè. Ok, bây giờ mình sẽ lấy nước sạch mình rửa lại và mình bắt đầu mình sơn lại nha anh em. Rửa xong anh em thấy ốc rồi, mình đã ngâm tầm, nói chung là tầm chỉ 10-15 phút thôi, ốc nó cũng đã sạch như mới luôn nè, nhưng mà nó mất đi cái màu ban đầu nha. Nói chung là cái chất tẩy này, nói chung là nó tẩy sạch luôn nha. Có ốc nè, anh em thấy nè, nó mất cái màu lỉ sét luôn nè, nói chung là rất lợi hại nha. Những con ốc nào mà dạng ốc này nó không có màu thì anh em cứ vậy mà anh em lắp vô thôi, lau khô xong mình nhúng một miếng chất bôi trơn hoặc dầu rồi đó, anh em lắp vô thôi. Còn những con ốc zin này á, thì anh em thấy nè, những ốc zin này nè, thì anh em sơn lại cho cái màu nó ban đầu nha, và anh em lắp vào. Ok, thì bây giờ mình lau chùi sạch sẽ và mình làm luôn. Anh em kéo miếng ốc này qua một mé nè cho nó mau khô nha, anh em đừng có để trong chung với cái nước sơn ban đầu, thì nước này nó làm cho cái này lâu khô lắm. Đây, anh em để qua một mé thì nó sẽ mau khô, cái nào chưa đều thì anh em xịt lại cho đều nha. Nói chung anh em đã sơn xong á, thì nó sẽ có màu này nên nha. Đây, cái màu nó bóng lại như ban đầu nè. Đó, thì anh em cũng xài nó ok ha. Đây,
Thì bây giờ chúng ta khô xong thì chúng ta cứ vậy mà lắp máy ốc vô thôi. Ok. Sau khi mà anh em sơn xong thì anh em lắp vô cái ốc của anh em, nó sẽ có cái hình màu này nha. Nói chung màu rất bóng nha, giống như mới vậy đó. Đây, nó khác biệt với ốc này. Ốc này mình chưa có tháo ra, mình chưa sơn lại. Anh em thấy hai màu khác nhau nè. Đó, đây, màu này khác nè. Sau khi lắp vô thì anh em thấy cái độ bóng nó khác nhau nè, nó mới lên liền nè. Ok, thì anh em cứ phục hồi theo cách đó là ok á. Đã phục hồi một số con ốc trước nha. Đây, anh em coi màu sắc nó bóng lên lại ban đầu nè. Đây. Đây. Nó đã bóng như ban đầu rồi nè. Em thấy nó đã bóng như ban đầu rồi. Mỗi ngày anh em tháo là một số con, anh em cứ phục hồi từ từ nha. Em thấy có màu sáng lên nữa, nó bóng lên ha. Thì anh em cứ vậy mà phục hồi nha. Ok. Thì nãy giờ mình đã chia sẻ với anh em về cái cách mà mình phục hồi cũng như mình tẩy những con ốc mà nó bị sét, nó bị xuống màu theo thời gian. Và anh em nói chung là đi 1-2 năm thì chắc chắn nó sẽ bị xuống màu. Nhờ anh em nói chung là giữ kỹ cỡ nào thì nó cũng sẽ bị xuống màu. Và số ốc á, thì nó sẽ bị rỉ sét. Thì để tiết kiệm tiền thì mình đã chia sẻ với anh em cái cách mà mình đã phục hồi ốc mà mình thấy có hiệu quả và giảm chi phí rất nhiều, đỡ chúng ta tốn tiền mua những con ốc xịn và chúng ta vẫn giữ được con ốc zin để chúng ta xài lâu dài. Thì nếu mà anh em cảm thấy video này hay và có ý nghĩa, và anh em nào có những cách khác nữa thì anh em có thể là cho mình biết trong phần comment bên dưới. Anh em nào cảm thấy video này hay thì anh em cho mình một like nha. Anh em đăng ký thì đăng ký kênh mình nha, để mình có thể có nhiều ý tưởng khác và mình sẽ ra những video khác cho anh em. Hẹn gặp lại các anh em trong những video tiếp theo. Xin chào.